Chúng ta muốn nhập chương trình thì chúng ta quay trở lại chức năng Edit Program và Dear. Ở đây tôi lấy một chương trình mới ra, ví dụ như ở đây chưa có chương trình là O0033, tôi sẽ nhập chương trình mới là O0033 Insert. Ở đây máy báo là Write Project, tôi tiến hành mở khóa và insert lại LB Insert và tôi tiến hành thêm chương trình. Thêm chương trình thì cũng giống như máy phay, tôi đã nói với các bạn có hai cách là vào ổ cài đặt của chương trình là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ open file tại vị trí này để nhập vào file open. Máy sẽ tiến hành hỏi là cái file 0033 này nó sẽ được chỉnh sửa thì bạn có muốn lưu lại không? Thì rõ ràng là cái chương trình này chương trình trống, tôi không muốn lưu lại thì tôi lựa chọn là no. Ở đây máy các bạn, máy ở đây phần mềm bắt các bạn phải tìm đến cái project là cái phần mềm mà các bạn đã lưu nha, cái chương trình mà các bạn đã lưu. Ở đây tôi chỉ có file đuôi txt thì tôi sẽ lựa chọn là all file. Sau đó tôi sẽ lấy cái chương trình ra. Ví dụ ở đây tôi đã có chương trình ở đây. Chương trình này tôi không nhớ rõ là có đúng là dành cho chi tiết này không, hình như thế nha. Thay ra tiện gen này, mũi khoan này, mũi khoan đường kính phi 5 này, đúng rồi đấy các bạn nha. Được chưa? Ở đây tôi có một vài lưu ý là ví dụ như các bạn không nên dùng chu trình tiện rãnh bằng lệnh G1 nha, rất là nguy hiểm. Mà chúng ta phải dùng chu trình tiện rãnh G75 thì các bạn phải có nhiệm vụ là tìm hiểu chu trình tiện rãnh G75 nó hoạt động như nào để chúng ta chỉnh sửa. Rồi, tôi tìm đến cái đuôi TXT vừa rồi. Tiện CNC chương trình buổi học số 6 và lựa chọn open. The NC code file not be found là không thấy, có thể cái đường dẫn nó quá dài. Tôi sẽ copy ra desktop nha các bạn. Tôi để ở desktop, bây giờ tôi sẽ tiến hành mở lại này. Open no desktop on file. Đây, các bạn có thể thấy nó đã đọc được đây. Được chưa? Rồi chúng ta lựa chọn open. Đấy, các bạn có thể thấy nha, một vài cái thao tác nhỏ đó, là chúng ta có thể khắc phục cái lỗi là file not found, là không đọc được cái file đó. Thì có thể là do tôi để ở trong cái đường dẫn quá dài thì máy nó truy xuất nó sẽ không được. Thì tôi copy ra tôi để desktop là nó sẽ đọc được nhanh.